Lời chứng của George S. Satanic đến với đấng Christ. Phần 2, ánh sáng truyền cảm hứng từ cơ đốc nhân Một ngày nọ, khi đã nửa đêm, chúng tôi chuẩn bị làm một nghi lễ trên một con đường nào đó thì nghe thấy tiếng nhạc và tiếng cầu nguyện Tôi hỏi những người khác, tại sao âm nhạc và ca hát lại diễn ra vào thời điểm ban đêm và ở một nơi xa xôi này Nó sẽ khiến chúng tôi không thể tập trung Một trong những người bạn đồng hành của tôi trả lời, Họ là những người theo đạo Chúa, họ đang thức canh cầu nguyện và ngợi khen. Những người này đã hát và cầu nguyện lớn tiếng. Sau đó tôi hỏi chúng tôi sẽ làm gì? Họ trả lời, chúng ta không thể bị nhìn thấy, chúng ta hãy im lặng và đợi họ đi qua. Tôi chờ đợi cũng không có vấn đề gì. Tôi vừa khám phá ra sức mạnh của Orisac, quỷ cấp cao. Tôi cảm thấy mạnh mẽ và bất khả chiến bại, tôi muốn đối mặt với những cơ đốc nhân này đó là lúc tôi triệu hồi một linh hồn mà tôi đã biết ở angola trong kỳ thực tập thần bí của mình tôi tiếp cận những người theo đạo chúa họ đã rất tập trung và nhiệt thành và họ tiến về phía con đường theo hướng của chúng tôi khi họ chỉ còn cách chúng tôi vài bước nữa tinh linh mà tôi đã triệu hồi chạy trốn hầu hết các linh hồn có mặt với chúng tôi cũng bỏ chạy sau khi quan sát xong những người bạn đồng hành của tôi chạy vào rừng yêu cầu tôi làm điều tương tự tôi đã giấu mình. tôi đã nhìn những cơ đốc nhân này đi qua mà họ không nhận ra sự hiện diện của chúng tôi. trong sự thiếu hiểu biết và ngây thơ của tôi, như tôi nhận ra ngày nay, tôi đã làm việc với một số OriSat quỷ cấp cao, một số người trong số họ là người da đen. những con OriSat đen này đã gây cho tôi rất nhiều rắc rối. từ đó tôi bắt đầu không thích đàn ông da đen nói chung. bây giờ trong nhóm cơ đốc nhân này những người đang hát trên các con đường vào lúc nửa đêm tôi thấy một số người đàn ông da đen đầy dãy đức thánh linh pháp sư có thể nhìn thấy loại điều này chỉ một trong những người đàn ông da đen đi qua gần nơi chúng tôi bỏ rơi để trú ẩn trong rừng nói dừng lại có điều gì đó xấu xa ở đây anh ta gọi tên của chúa giê -xu, anh ta gọi ra máu của chúa giê -xu. từ chỗ tôi đang đứng tôi có thể nhìn thấy trán anh ấy tráng anh sáng ngời, giữa đêm khuy vận tráng rất sáng. Xuất Egypto ký 34, 29 khi môi xe từ núi Sinai xuống với hai bản luật giao ước trên tay, ông không biết rằng khuôn mặt mình rạng rỡ vì ông đã nói chuyện với Chúa. 30 khi Aaron và tất cả dân Israel thấy môi xe, mặt ông rạng rỡ, và họ sợ đến gần ông. 2 Corinto 3, 7 nhưng nếu chức vụ chết, được khắc bằng chữ trên đá là vinh quang, để các con trai Israel không thể vững vàng nhìn mặt môi xe vì sự vinh hiển trên khuôn mặt của ông, thì điều đó đã được thực hiện. Sa, tám chẳng phải chức vụ của Thánh Linh sẽ được vinh hiển hơn sao? Tôi muốn đặt một câu thần chú vào anh ta, để đốt cháy anh ta. Nhưng tôi được yêu cầu bình tĩnh vì chỉ với một câu người đàn ông này có thể tiêu diệt tất cả các linh hồn và sự bảo vệ đặt trong tôi tôi không biết liệu những cơ đốc nhân này có nhìn thấy ánh sáng mà họ phát ra hay không có vẻ như bây giờ là giữa trưa chứ không phải nửa đêm ánh sáng họ tỏa ra rất mạnh vậy mà cách đó vài mét chúng tôi đã ở trong bóng tối ẩn chứa tinh thần những người cơ đốc giáo này không có vũ khí trên người nhưng chúng tôi coi họ là những người được trang bị vũ khí cực kỳ nguy hiểm và nguy hiểm đến mức chúng tôi phải hạ mình bằng cách bay và ẩn nấp cho đến khi tất cả họ rời đi một ngày nọ trên bãi biển, ba người đàn ông mặc vét và đeo cà vạt đến. Tôi đã cười họ khi họ đến gần tôi lúc đó. Trong số đó, một người đàn ông da đen. Chính xác là người đàn ông da đen đã phát hiện ra tôi. Anh ấy từ từ đến gần tôi, đầy dãy đức thánh linh. Lúc đó tôi đang mang trên mình 72 hình xăm. Trước khi anh ấy đến quá gần tôi, tôi đã yêu cầu anh ấy dừng lại. Bạn muốn gì? tôi muốn ban cho bạn một lời từ Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu yêu bạn, Ngài có kế hoạch cho cuộc đời bạn. Ai nói với bạn rằng tôi muốn kế hoạch của bạn? Tôi có suy nghĩ của riêng mình, với tôi như vậy là đủ, và sau đó tôi nghĩ bạn bị điên. Đó là một ngày nóng, mọi người đang tận hưởng bãi biển và bạn làm phiền mọi người với bộ vét, cà vạt của bạn. Và các tờ thông tin nhỏ của bạn về Chúa Giêsu của bạn. Mọi người xung quanh đều cười. Ngay lúc đó, đôi môi của người đàn ông này bắt đầu mấp máy. Tôi hỏi anh ấy đang làm gì, có người trả lời, anh ấy đang cầu nguyện. Tôi rất dũng cảm, tôi không sợ bất cứ điều gì, vậy mà vô cớ, chân tôi bắt đầu rung lên, một nỗi sợ hãi đột nhiên xâm chiếm tôi. Tôi vừa sợ nhưng cũng vừa hận. Tôi ghét người da đen này. Cách nhìn của anh ấy làm tôi khó chịu, cách nói, cách đi đứng của anh ấy làm tôi khó chịu. Cuối cùng tôi cũng thả cậu ấy ra, tiểu thiên chúa, nếu cậu không ra khỏi đây, tôi sẽ đánh cậu một trận. Ở đó, tôi đã đọc cho anh ấy nghe tất cả các danh hiệu của tôi có được trong thuyết huyền bí. Tôi muốn anh ta biết rằng anh ta đang đứng trước một phù thủy vĩ đại và rằng anh ta nên sợ tôi. Cơ đốc nhân nói với tôi, cuộc sống riêng tư và nghề nghiệp của bạn không phải việc của tôi. Tôi đến để hoàn thành sứ mệnh của mình, đó là nói với bạn rằng Chúa Giêsu yêu bạn ngài có quyền giải thoát bạn khỏi nanh vuốt của satan ra khỏi tầm mắt của tôi sự kiên nhẫn của tôi đã hết anh ấy đã mỉm cười ngươi sao lại cười còn muốn ta đánh ngươi sao ngươi là quỷ ta đang làm công việc của đức chúa trời huyết của chúa giê xuất có quyền năng bởi vì những lời này cơ thể tôi càng lúc càng run lên tôi chưa bao giờ mất kiểm soát cơ thể mình nhiều như vậy trước đây khi người thanh niên yêu cầu cơ thể tôi dừng lại, cơ thể tôi ngừng run rẩy. Họ rời đi, tôi rất bối rối. Người đàn ông này đã cho tôi thấy rằng mọi thứ tôi có trên người đều chẳng có giá trị gì trước thẩm quyền mà anh ta có. Năm 1986, tôi đã được coi là thuật sĩ mạnh thứ tư trong cả nước. Tôi lạnh lùng và toan tính. Tôi đã tiến bộ rất nhiều trong các ngành khoa học huyền bí khác nhau, tôi đã leo lên cấp bậc của một số ngành khác nhau. Vào thời điểm đó, tôi có thể nhìn thấy một người và biết, mà không cần họ nói cho tôi biết tên của người đó. Tôi đã phát triển kỹ thuật này bằng cách đến lục địa châu Phi lần thứ hai. Có một số điều mà tôi phải tâm sự. Một số đã hỏi tôi câu hỏi. Kể từ năm 1987 đã có rất nhiều thay đổi trong xã hội liên quan đến các phương tiện truyền thông. Năm đó, chúng tôi bắt đầu giới thiệu rất nhiều trò giả tạo và phù thủy vào TV và trò chơi điện tử. Mọi thứ được che đậy nhiều hơn những gì bạn có thể tưởng tượng, nhưng tin tôi đi, chúng ta đã đưa phép phù thủy vào lĩnh vực giải trí và văn hóa một cách ồ ạt. À. Tôi đã tham gia vào việc mang sức mạnh của bóng tối vào nhà. Hãy cầu nguyện thật nhiều để những thứ này không vào nhà bạn. Paulo nói về cuộc đấu tranh không phải chống lại bằng xương bằng thịt, tức là không chống lại những kẻ thù và người hàng xóm hữu hình. Kinh thánh cho bạn biết, nếu chúng ta đầu tư tiền vào những cánh cửa chắc chắn để bảo vệ các ngôi nhà và căn hộ để không kẻ trộm nào có thể vào được, đó là điều không có gì vì những linh hồn đen tối vẫn có thể vào và điều đó còn tồi tệ hơn nhiều. Bạn không biết bởi vì bạn không thể nhìn thấy chúng. Bạn đang không bảo vệ ngôi nhà của mình trước những thứ này những thứ này xâm nhập vào để lấy đi sự bình yên trong ngôi nhà và nhiều hơn thế nữa. Vì chúng ta không đấu tranh chống lại bằng xương bằng thịt, nhưng chống lại kẻ thống trị, chống lại chính quyền, chống lại các hoàng tử của thế giới tối tâm này, chống lại các ác thần trên các nơi trên trời. sáu 6, 12 Yêu cầu thẩm quyền của đấng cơ rít chống lại những điều này. Tôi đã biết nhiều cơ đốc nhân sợ hãi, những cơ đốc nhân sợ những thế lực huyền bí, những cơ đốc nhân thậm chí không thể đi ngang qua nghĩa trang vì sợ các linh hồn nỗi sợ hãi này không đến từ đức chúa trời mà đến từ satan anh ấy dùng nó để níu kéo bạn chó tấn công nhiều hơn khi chúng phát hiện ra mồ hôi của bạn sự sợ hãi của bạn khiến chúng khuyến khích chúng tấn công bạn vì chúng biết bạn yếu ma quỷ cũng làm như vậy anh ấy có thể bồn chồn nhưng bạn mạnh mẽ hơn trong đấng cơ rít nếu bạn sợ hãi anh ấy sẽ nỗ lực gấp đôi để khiến bạn sợ hãi đến mức bạn thậm chí không nghĩ đến Chúa Giêsu Christ. Học cách vượt qua những nỗi sợ hãi này và sử dụng quyền hạn có sẵn cho bạn một cách tự do trong máu đổ trên thập tự giá. Tôi đang ở đỉnh cao nghệ thuật của mình vào thời điểm đó. Chính thần bảo vệ mà tôi phục vụ đã nói với tôi rằng, ngươi đã hầu hạ ta rất nhiều rồi. Ta xin hỏi ngươi một điều nữa, ngươi phải mở đầu cho nữ hoàng bất kỳ thuật sĩ vĩ đại nào cũng biết điều đó có nghĩa là gì nếu bạn mở lòng với thực thể này bạn sẽ tự động trở thành người đồng tính luyến ái tôi đã nói với cô ấy rằng tôi không quan tâm tôi có một số đồng nghiệp phù thủy đã trở thành đồng tính luyến ái trong mối quan hệ với thực thể này ý nghĩ trở thành người đồng tính rất khó chịu đối với tôi khi bạn chấp nhận những loại linh hồn này chúng có sức mạnh để thay đổi xu hướng tình dục của bạn nếu bạn là phụ nữ bạn thậm chí có thể trở thành gái mại dâm và bạn sẽ không bao giờ có thể thỏa mãn những ham muốn tình dục của mình tinh thần bảo vệ của tôi nhấn mạnh tôi đã nói không chính lúc đó cô ấy nổi giận và nói với tôi con là nô lệ của mẹ con ngựa của mẹ con sẽ làm như vậy tôi sợ lắm nhưng cố thương lượng lại hỏi cô ấy mà không có giải pháp lối thoát nào khác cô ấy tập hợp một số linh hồn khác sau đó cô ấy nói với tôi quyết định của họ. Nếu bạn tìm được một người phụ nữ yêu bạn và kết hôn với bạn thì bạn sẽ không phải thực hiện bước bắt buộc này. Bạn có chính xác 90 ngày để khiến một người phụ nữ yêu và kết hôn với bạn. Bạn không có quyền hãy sử dụng những món quà, phép thuật cũng như tiền bạc để đạt được mục đích của mình. Người phụ nữ không nên biết rằng bạn giàu có hay bạn có tài sản. Cô ấy phải yêu bạn như chính con người bạn hôm nay tôi là một chủng tộc hỗn hợp rất đẹp nhưng vào thời điểm đó tôi không xinh đẹp chút nào tôi thật đáng ghét hãy nhớ rằng tôi không được phép gội đầu không được dùng nước hoa hay chất khử mùi không được cắt tóc không được chải đầu không được đánh răng bằng bàn chải đánh răng không được ăn uống bình thường tôi gầy xấu xí đáng ghét tôi đã ngửi thấy mùi của một con dê đó là một cách để trói buộc tôi bẫy tôi để các linh hồn có thể sử dụng tôi theo cách nào họ muốn ai muốn kết hôn với tôi trong những điều kiện này tôi là một người sử dụng ma túy vì nghề nghiệp của mình tôi đã có đầy đủ tiền án tiền sự tôi đã bị cảnh sát theo dõi tuy nhiên tôi phải ngay lập tức bắt đầu tìm kiếm một người vợ để mua sự tự do của tôi khỏi ma quỷ tôi thực sự cảm thấy bị cuốn hút bởi những người tôi phục vụ những linh hồn mọi cô gái tôi tiếp cận đều bỏ chạy. Đã 30 ngày trôi qua, các cô gái vẫn chạy trốn khỏi tôi. 30 ngày nữa, điều tương tự. Tôi bước vào tuyệt vọng. Tôi không muốn trở nên ẻo lả. Sau đó tôi nghĩ rằng mình đã say xỉn nhiều, điều khiển xe, chạy với tốc độ cao để tự tử. Tôi bước vào một quán bar, nơi tôi thực hiện kế hoạch uống rượu đến giới hạn của mình. Vào buổi sáng, tôi nghĩ tôi sẽ tự sát, tôi sẽ giết chính mình. Tôi yêu cầu hóa đơn, tôi trả tiền. Trong khi cậu trai quán ba đang rút tiền, tôi nghĩ về việc mình sẽ chết như thế nào. Chính lúc đó, một giọng nói sâu thẳm trong tôi đã nói với tôi, George, đừng làm vậy. Cuộc sống của bạn có giá trị đối với tôi. Tôi biết đó là Chúa. Nhưng tôi đã nói, Chúa ơi. Ý ông là Chúa quan tâm đến tôi. Đối với những người như tôi, đó là lần thứ hai tôi nghe thấy, George, đừng chạm vào cuộc sống của bạn. Tôi trở về nhà, bối rối, tôi không thể tự sát vào đêm hôm đó. Vì vậy, tôi đã đến một quán bar và nhà hàng khác vào đêm hôm sau. Trước mặt mọi người, tôi gọi món thịt sống, tôi không được phép ăn bất cứ thứ gì khác. Tôi vừa ăn thịt này vừa uống 40% rượu khi người phụ nữ đẹp nhất tôi từng thấy đi ngang qua tôi. Khi cô ấy quay lại, cô ấy đi ngang qua tôi một cách sát sao tôi duỗi thẳng một trong hai chân gầy của mình để cản đường cô ấy cô ấy là cơ hội duy nhất mà tôi có tôi đẩy vận may của mình vào cô ấy và hỏi đùa cô ấy em có muốn đi chơi với anh không nhưng bạn đã nhìn thấy mình trong gương chưa nhưng cô ấy là loại lịch sự cô ấy xin lỗi vì sự thô lỗ của mình và sau đó cô ấy rời đi tôi tự nhủ rằng cô ấy yêu tôi tôi không được để mất dấu cô ấy tôi đứng dậy để đi đến bàn của cô ấy cô ấy đã ở đó với tất cả gia đình của cô ấy có một chiếc ghế trống ở đó và tôi ngồi xuống nó cô ấy giận dữ đứng dậy bạn bị nuôi dưỡng một cách tồi tệ ra khỏi đây anh nghĩ mình là ai tôi định trả lời thì linh hồn bảo vệ của tôi nói với tôi rằng mẹ của cô gái này là một phù thủy thuộc cùng tộc với tôi linh hồn nói với tôi mẹ cô ấy thuộc về chúng ta vào lúc đó tôi thay đổi cách nói của mình tôi trả lời cô gái đừng lo tôi không đến vì bạn tôi đến để trò chuyện với mẹ của bạn tôi chào mẹ cô ấy bằng tên của bà ấy thần linh đã đặt nó cho tôi tôi giới thiệu bản thân tôi giới thiệu dòng dõi phù thủy của mình cô ấy nhận ra tôi nhanh chóng có một tình bạn thân thiết và tình bạn nhất định bắt đầu từ khi chúng tôi là đồng chí trong một điều huyền bí. Tôi đã sử dụng tất cả trí thông minh của mình để tìm ra nơi họ sống. Mỗi ngày tôi đều đến thăm họ. Tôi nhanh chóng nảy sinh tình cảm với cô gái. Trong hai tuần, chúng tôi đi chơi vào buổi tối. Nhưng tôi phải nhanh chóng về nhà để tiến hành nghi lễ cho một khách hàng trong trường hợp khẩn cấp chuyên nghiệp. Vừa đến nơi, Tôi được biết trong gia đình cô ấy đang xảy ra cãi vã lớn. Cha cô đã đuổi cô ra khỏi nhà. Cô ấy gọi cho tôi từ một gian hàng công cộng rất tức giận vì cô ấy vừa bị đuổi ra khỏi nhà. Đó là khi điều khó tin đã xảy ra. Cô ấy hỏi tôi, "Goger, anh có thể lấy em không?" Chúa đã bắt đầu can thiệp vào cuộc đời tôi. Tôi không chần chừ một giây nào, tôi lên máy bay trở lại. Tôi tìm cô ấy. Cô ấy đang ở với một người họ hàng. Cô ấy mang giấy tờ cho tôi từ tòa thị chính, hỏi tôi có yêu cô ấy không? Tôi hoàn toàn ngạc nhiên trả lời, tôi yêu bạn, tôi yêu bạn. Sau đó còn 3 ngày nữa là hết 90 ngày. Tôi kết hôn với người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới này vẫn là vợ tôi ngày hôm nay, một trong những điều kỳ diệu lớn nhất của cuộc đời tôi. Sau buổi lễ rất tỉnh táo và thân mật này, cô ấy muốn chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật đó là lúc tôi nhớ rằng tôi đã kết hôn với ba linh hồn tôi không thể chạm vào một người phụ nữ bằng xương bằng thịt không một người phụ nữ nào được phép ngồi ở ghế trước trong xe của tôi các linh hồn bắt đầu quấy rối của họ không được chạm vào cô ấy không được ôm cô ấy không được ngủ cùng phòng với cô ấy chúng tôi đã dung thứ cho việc bạn nắm tay cô ấy đừng đi xa hơn tôi tự nhủ tôi vừa cưới một người phụ nữ tôi phải làm gì bây giờ các linh hồn muốn giết cô ấy. Do đó, bắt đầu một áp lực và áp bức thực sự. Vợ mới đưa tôi đến một khách sạn lớn. Khi vào phòng ngủ, cô ấy nằm xuống giường và nói, Chúa ơi, không thể tin được là mình đã kết hôn. Tôi đang nghĩ trong lòng, và bạn sẽ không tin những gì tôi sẽ nói với bạn bây giờ. Tôi bắt đầu, em biết không, hôm nay anh uống nhiều, em sang phòng bên cạnh, anh không ngủ ở đây sáng mai chúng ta sẽ bàn bạc anh có một bí mật muốn tiết lộ với em em phải nói với bạn nhưng ngày mai nếu anh có bí mật đáng lẽ anh phải nói với em trước ngày cưới nếu không anh không nên lấy em hiện tại anh định nói cho em biết bí mật này hơn nữa anh đi tắm đi là tuần trăng mật của chúng ta sau đó chúng ta sẽ bắt đầu ở đây tôi không thể tự tắm rửa Cô ấy nghĩ tôi nói dối và tôi là người đồng tính. Tôi là một nhà tâm linh. Tôi là một người theo đạo Satan. Bạn đã kết hôn với một phù thủy vĩ đại. Ở đó, tôi đã tiết lộ tất cả các chức danh của mình cho cô ấy. Cô bàng hoàng, kinh hoàng. Tôi nói với cô ấy rằng tôi sẽ không bao giờ có thể chạm vào cô ấy và không ai được chạm vào cô ấy. Thỏa thuận đi, anh là người giàu có, anh có nhiều tiền. Hàng tháng anh sẽ đưa cho em một khoản tiền nhất định. Anh sẽ cho em một căn nhà hay một căn hộ theo ý em, một người giúp việc gia đình. Nếu em muốn mở cửa hàng, muốn gì được nấy, anh sẽ cho em. Chúng tôi đã dành cả đêm để trò chuyện. Cuối cùng cô ấy cũng đồng ý, tôi đã về nhà. Tôi tiếp tục với cuộc sống của mình. Còn tiếp phần 3. https://manadivin.com 2022 10 10